Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thi-ơ. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm ấy Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất, nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt là rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả, hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các màu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa. Còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sống của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có chỗ mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bị tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời giao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng nó không đâm rễ, mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo một bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả hưng hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Đó là lời Chúa. Anh chị em và các bạn trẻ thân mến, cách đây một tuần, có một chị phụ nữ đến gặp tôi và xin lễ. Chị xin lễ cho đứa cháu ngoại của chị vừa qua đời. Nó mới có 3 tuổi thôi, bị ung thư máu và chết. Thường thì chúng ta trẻ, chúng ta đi xin lễ cho cha, cho mẹ, cho ông, cho bà. Đằng này là bà ngoại đi xin lễ cho cháu. Chị kể, cháu chị là một đứa bé gái rất dễ thương. Nó đẹp như thiên thần, đang khỏe mạnh. Rồi người bắt đầu sưng lên, đi vào bệnh viện khám, và bác sĩ bảo ung thư máu rồi. Bây giờ có tiền tỷ cũng cùng lắm là kéo dài sự sống vài năm thôi. Nhà thì không khá giả. Cha mẹ đưa con mình về. Bà ngoại thấy cháu mình dễ thương, bị căn bệnh nan y. Chị ta an ủi đứa cháu như thế này: con ơi,
mỗi khi mà con đau á, con cầu nguyện với Chúa Giêsu đi. Chúa Giêsu rất thương những trẻ em như con, Ngài sẽ cho con bớt đau. Đứa cháu gái trả lời bà ngoại: Bà ngoại ơi, Chúa Giêsu ở trên cao lắm. Chúa Giêsu ở cao lắm. Một đứa bé có 3 tuổi nói được một cái lời như vậy. Thưa anh chị em, trong đời sống đức tin của chúng ta đấy, sở dĩ chúng ta không bám vào Chúa, sở dĩ chúng ta cứ lay hoay giữa dòng đời một mình, bởi vì Chúa ở rất cao, Chúa ở rất xa.